Chào mừng các bạn đến với kênh Success, con đường thành công. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề 25, 35 tuổi, giàu hay nghèo, quyết định ở việc đầu tư 4 thứ này. Đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, khi mà những quyết định đầu tư thông minh không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn mở ra con đường hạnh phúc và thịnh vượng cho tương lai. Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại, đã từng nói, có một khoản đầu tư có giá trị hơn tất cả những khoản đầu tư khác, đó là đầu tư vào bản thân bạn. Không ai có thể lấy đi những gì bạn học được, và tiềm năng đầu tư này tồn tại cho mỗi người. Đây là lời khuyên vô cùng đắt giá cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong một thế giới đầy biến động như hiện nay. Khi mọi thứ đều có thể thay đổi, sự đầu tư vào bản thân luôn là cách duy nhất để bạn giữ gìn giá trị và phát triển một cách bền vững. Meg Jay, nhà tâm lý học nổi tiếng, cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn này khi bà nói 80% những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời một người đều xảy ra trước tuổi 35. Dù bạn muốn thay đổi điều gì, bây giờ là lúc để thay đổi nó. Điều này có nghĩa là độ tuổi từ 25 đến 35 chính là thập kỷ quyết định của cuộc đời. Trong giai đoạn này, những quyết định bạn đưa ra, những lĩnh vực bạn đầu tư thời gian và công sức sẽ quyết định con đường tương lai của bạn sẽ ra sao. Khi bạn biết đầu tư đúng hướng trong khoảng thời gian này, bạn sẽ được hưởng trái ngọt trong phần đời sau. Vậy, đầu tư vào những gì mới thực sự là khôn ngoan và đem lại giá trị lâu dài? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 4 lĩnh vực quan trọng mà bất cứ ai trong độ tuổi 25, 35 cũng cần chú ý đầu tư nếu muốn tạo dựng cuộc sống sung túc, thành công và hạnh phúc. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy để lại bình luận. Tôi luôn sẵn sàng ngay dưới video này. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tư vào bản thân, cơ hội không bao giờ mất giá. Như Warren Buffett đã đề cập, đầu tư vào bản thân chính là khoản đầu tư có giá trị nhất mà bạn có thể thực hiện. Hãy nghĩ đến việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, học hỏi thêm các kiến thức mới hay phát triển các kỹ năng mềm. Những điều này không chỉ giúp bạn cải thiện hiệu suất làm việc, mà còn mở rộng tầm nhìn, gia tăng cơ hội thăng tiến trong công việc. Một ví dụ điển hình là câu chuyện của Ling Jun, một doanh nhân người Trung Quốc, Ham, từng chia sẻ về hai nhân viên trong công ty mình. Cả hai đều sống ở khu vực xa nơi làm việc, mất tới 4 giờ mỗi ngày chỉ để di chuyển. Ling Jun đã đưa ra lời khuyên, mọi người có thể thuê một căn nhà gần nơi làm việc, tuy đắt hơn nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhân viên A nghe theo và sử dụng thời gian tiết kiệm được để học tập, trau dồi bản thân. Trong 3 năm, anh ấy đã lấy được chứng chỉ CPA và mức lương tăng lên gấp 3. Ngược lại, nhân viên B không chấp nhận chi thêm tiền để tiết kiệm thời gian, và sau 3 năm, lương của anh ấy chỉ tăng một chút, gần như không có sự tiến bộ. Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy, nếu biết đầu tư thời gian và công sức vào bản thân từ sớm, bạn sẽ tạo ra khoảng cách lớn trong tương lai. Và điều này không chỉ đúng trong 3 năm, mà trong 10 năm, sự khác biệt sẽ càng rõ rệt hơn. Vậy, đầu tư vào bản thân cụ thể là đầu tư những gì? Trong độ tuổi 25-35 cũng cần chú ý đầu tư gì để tạo dựng cuộc sống sung túc, thành công và hạnh phúc mãi mãi sau này. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì những gì tôi tiết lộ sau đây sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Và đây là 4 thứ mà ở độ tuổi 25-35 nhất định bạn phải đầu tư để thành công và sung túc sau này. Một, đầu tư vào mối quan hệ, tài sản vô hình nhưng vô cùng quý giá. Trong hành trình phát triển sự nghiệp và cuộc sống, đầu tư vào mối quan hệ là một yếu tố không thể thiếu nếu bạn muốn đạt được sự thành công bền vững. Mối quan hệ không chỉ đơn thuần là việc kết bạn, mà là quá trình xây dựng những kết nối chất lượng, hỗ trợ bạn trong việc phát triển bản thân và mở rộng các cơ hội. Tim Sanders, cựu giám đốc chiến lược của Yahoo, đã từng nói rằng, vòng kết nối xã hội chính là giá trị dòng của bạn. Điều này có nghĩa là giá trị của bạn phần lớn được quyết định bởi những người xung quanh và chất lượng của những mối quan hệ mà bạn xây dựng. Mối quan hệ và sự ảnh hưởng đến cuộc sống. Một điều mà nhiều người thành công đã nhận ra là mối quan hệ xã hội không chỉ là sự kết nối mà còn là một loại tài sản vô hình có giá trị. Khi bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ chất lượng, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ những người xung quanh, không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc sống hàng ngày. Việc tham gia vào các vòng kết nối chất lượng cao có thể giúp bạn mở rộng nhận thức,
học hỏi những tư duy mới và từ đó vươn lên những tầm cao mới trong sự nghiệp. Ví dụ, trong lĩnh vực công nghệ, các CEO lớn như Huang Zheng của Pinduoduo hay Li Bin của Weili Automobile đều là minh chứng cho sự quan trọng của mối quan hệ trong việc tạo dựng sự nghiệp. Huang Zheng gặp Ding Lei, người sáng lập NetEase tại trường đại học. Thông qua Ding Lei, anh được kết nối với Duan Yongping, người đã mời anh tham dự bữa trưa với Warren Buffett. Chính cuộc gặp gỡ này đã truyền cảm hứng cho Huang Zheng để anh có đủ dũng khí và quyết tâm thành lập Pinduoduo, một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc. Tương tự, Li Bin, người sáng lập Weili Automobile, đã có mối quan hệ tốt với CEO của Xiaomi, CEO của JD.com và CEO của Tencent. Khi anh quyết định khởi nghiệp với Weili, chính những người bạn này đã hỗ trợ anh trong việc cung cấp các nguồn lực, giúp đỡ về tài chính và xây dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp. Đây là một minh chứng cho thấy rằng, việc có những mối quan hệ đúng đắn và đáng tin cậy có thể thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc đời bạn. Chất lượng mối quan hệ hơn số lượng. Một điều quan trọng cần nhớ khi đầu tư vào mối quan hệ là chất lượng quan trọng hơn số lượng. Không phải càng có nhiều người quen biết thì bạn sẽ càng thành công. Điều quan trọng là phải xây dựng những mối quan hệ chất lượng, nơi mà cả hai bên đều có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Một người bạn thật sự hay một đối tác tốt có thể mang lại nhiều cơ hội và giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn hơn bất kỳ số lượng người quen biết nào. Trong câu chuyện của Li Bin, nếu anh không có những mối quan hệ chất lượng với các CEO lớn như của Xiaomi hay Tencent, anh có lẽ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng Weili Automobile. Các mối quan hệ chất lượng không chỉ giúp anh nhận được sự hỗ trợ về tài chính, mà còn cung cấp những kinh nghiệm quý giá trong việc quản lý và định hướng phát triển công ty. Làm thế nào để xây dựng mối quan hệ chất lượng? Để xây dựng được những mối quan hệ chất lượng, điều quan trọng nhất là mà bạn phải chân thành và có giá trị đối với người khác. Mối quan hệ không nên chỉ là một chiều, nơi bạn luôn chỉ nhận mà không bao giờ cho đi. Một mối quan hệ bền vững là khi cả hai bên đều có thể hỗ trợ và cùng nhau phát triển. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể thực hiện để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. 1. Chân thành và tôn trọng. Luôn tôn trọng đối tác của mình và đối xử với họ bằng sự chân thành. Đừng bao giờ lợi dụng mối quan hệ chỉ để trục lợi cá nhân. 2. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm. Mối quan hệ sẽ trở nên bền vững khi bạn có thể chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và giá trị của mình. Đừng ngần ngại giúp đỡ người khác khi họ cần. 3. Kết nối với người có cùng mục tiêu. Hãy tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ với những người có cùng chí hướng, mục tiêu và giá trị sống. Điều này giúp bạn dễ dàng hỗ trợ và hợp tác với họ. 4. Kiên nhẫn và giữ liên lạc. Mối quan hệ tốt không thể được xây dựng trong ngày 1, ngày 2. Hãy kiên nhẫn và duy trì liên lạc đều đặn với những người bạn quan trọng trong cuộc sống. Mối quan hệ và cơ hội. Khi bạn có những mối quan hệ chất lượng, cơ hội sẽ tự tìm đến bạn. Các mối quan hệ tốt không chỉ giúp bạn có thêm những người bạn đáng tin cậy, mà còn mở ra nhiều cánh cửa mới trong sự nghiệp. Trong kinh doanh, việc có mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng và đồng nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Không ít những thành công lớn của các doanh nghiệp được xây dựng từ chính những mối quan hệ này. Huang Zheng và Li Bin là những ví dụ điển hình về việc các mối quan hệ đã giúp họ thành công. Khi bạn có được sự hỗ trợ từ những người có cùng chí hướng, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc vượt qua những thử thách và đạt được thành tựu. Trong cuộc sống, có thể bạn sẽ nhận ra rằng tài sản vô hình quan trọng nhất chính là mối quan hệ. Việc biết cách đầu tư vào mối quan hệ đúng cách sẽ giúp bạn mở ra nhiều cánh cửa cơ hội và đạt được những thành công lớn lao trong tương lai. Hãy nhớ rằng, giá trị của bạn không chỉ nằm ở những gì bạn có, mà còn nằm ở những người xung quanh bạn. Đừng bao giờ xem nhẹ việc xây dựng và duy trì những mối quan hệ chất lượng, bởi đó chính là chìa khóa để bạn vươn lên trong cuộc sống. 2. Đầu tư vào sức khỏe, nền tảng của mọi thành công. Trong cuộc sống hiện đại, việc chạy đua theo thành công về mặt vật chất đã khiến không ít người quên đi một điều cốt lõi, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Khi còn trẻ, chúng ta có xu hướng coi thường tầm quan trọng của sức khỏe, nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian và rằng mình có thể bù đắp cho những tổn hại bằng cách chăm sóc sau này. Nhưng thực tế cho thấy, sức khỏe không thể mua lại bằng tiền bạc. Doris Lessing, nhà văn đoạt giải Nobel, đã chỉ ra trong cuốn sách Hồi ức của một người sống sót, một sự thật đáng buồn mà nhiều người gặp phải.
Chúng ta lãng phí sức khỏe của mình để đạt được sự giàu có cá nhân và sau đó lãng phí tiền bạc để gom nhặt lại sức khỏe. Đây là một vòng luẩn quẩn mà nhiều người, đặc biệt là những người thành đạt về vật chất, rơi vào. Họ cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhưng lại bỏ quên việc chăm sóc cơ thể và tinh thần. Đến khi gặp vấn đề về sức khỏe, thì phải dùng chính số tiền kiếm được để chữa trị. Tuy nhiên, có những điều mà tiền bạc không thể sửa chữa hay phục hồi được khi sức khỏe đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công. Không ai có thể phủ nhận rằng, dù bạn có bao nhiêu tiền bạc, quyền lực hay danh vọng, nếu bạn không có sức khỏe tốt, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Sức khỏe là nền tảng vững chắc để bạn có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống. Khi bạn có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn, bạn mới có thể làm việc hiệu quả, đưa ra những quyết định sáng suốt và theo đuổi ước mơ một cách bền bỉ. Trong nhiều nền văn hóa, người ta thường nhắc đến câu ngạn ngữ, có sức khỏe là có tất cả. Đây không chỉ là một câu nói mang tính triết lý mà thực tế đã chứng minh điều đó. Khi cơ thể bạn khỏe mạnh, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn, suy nghĩ tích cực hơn và xử lý các vấn đề phức tạp một cách dễ dàng hơn. Ngược lại, khi cơ thể mệt mỏi hoặc bị bệnh, dù có bao nhiêu ý tưởng hay tham vọng, bạn cũng khó có thể thực hiện được. Đầu tư vào sức khỏe, bước chuẩn bị cho tương lai bền vững. Những người có tầm nhìn xa hiểu rõ rằng, việc chăm sóc cơ thể ngay từ khi còn trẻ không chỉ là để duy trì sự khỏe mạnh trong hiện tại, mà còn là cách để bảo vệ tương lai. Nếu bạn không đầu tư vào sức khỏe sớm, hậu quả sau này sẽ không chỉ là những cơn đau đớn, mệt mỏi, mà còn là những giới hạn về thể chất, ngăn cản bạn tận hưởng cuộc sống hay thậm chí thực hiện những ước mơ của mình. Sức khỏe không phải là thứ có thể sửa chữa ngay khi có vấn đề. Khi bạn phá hoại sức khỏe trong thời gian dài, việc phục hồi không phải là điều dễ dàng. Nhiều bệnh lý chỉ xuất hiện sau nhiều năm tích lũy những thói quen xấu, và đến khi phát hiện, bạn có thể phải đối diện với những vấn đề khó có thể chữa trị hoàn toàn. Đó là lý do tại sao việc đầu tư vào sức khỏe cần được xem là một quá trình liên tục và lâu dài, không phải là giải pháp ngắn hạn chỉ khi gặp sự cố. Lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe sớm. Có rất nhiều lý do tại sao bạn nên đầu tư vào sức khỏe ngay từ khi còn trẻ. Mỗi bước bạn đi, mỗi giọt mồ hôi bạn đổ ra khi rèn luyện cơ thể, chính là từng bước đẩy lùi bệnh tật và trì hoãn quá trình lão hóa. Khi bạn duy trì thói quen vận động và chăm sóc cơ thể, bạn không chỉ cải thiện sức khỏe hiện tại, mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, tập thể dục đều đặn có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim, cao huyết áp và thậm chí là một số loại ung thư. Hơn thế nữa, việc tập thể dục cũng giúp bạn giữ vững tinh thần, giảm căng thẳng và lo âu, tăng cường sự tự tin và năng lượng tích cực để đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Không chỉ là thể chất, sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý đặc biệt. Những áp lực từ công việc, cuộc sống hàng ngày có thể gây ra những vấn đề tâm lý như stress, trầm cảm. Và nếu không được quản lý tốt, chúng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, chăm sóc tinh thần bằng những thói quen lành mạnh như thiền định, yoga, hay chỉ đơn giản là dành thời gian cho bản thân để thư giãn, cũng là một cách đầu tư vào sức khỏe tinh thần vô cùng hiệu quả. Tổn thất khi không đầu tư vào sức khỏe. Những tổn thất từ việc không chăm sóc sức khỏe thường lớn hơn rất nhiều so với những gì ta có thể hình dung. Nhiều người, đặc biệt là trong độ tuổi trẻ, thường nghĩ rằng sức khỏe là điều hiển nhiên và luôn sẵn có. Họ coi nhẹ việc duy trì thói quen tốt, ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và chăm sóc tinh thần. Đến khi sức khỏe bắt đầu gặp vấn đề, họ mới nhận ra những hậu quả mà họ đã tự gây ra cho chính mình. Hồi phục sức khỏe sau khi đã bị tổn hại thường tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính cá nhân mà còn cản trở sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Như câu nói nổi tiếng, chúng ta lãng phí sức khỏe để kiếm tiền, rồi lại lãng phí tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Thực tế cho thấy rằng việc bỏ bê sức khỏe có thể dẫn đến những hệ quả tài chính và cá nhân nghiêm trọng. Những bệnh lý mãn tính do lối sống không lành mạnh như béo phì, cao huyết áp hay tiểu đường thường yêu cầu phải điều trị lâu dài và tốn kém. Chưa kể đến việc chất lượng cuộc sống bị giảm sút nghiêm trọng khi sức khỏe không còn đảm bảo. Bạn sẽ phải đối diện với những hạn chế trong việc di chuyển, làm việc và thậm chí là tận hưởng những niềm vui đơn giản trong cuộc sống. Những thói quen giúp đầu tư vào sức khỏe.
Tập thể dục đều đặn là một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để đầu tư vào sức khỏe. Chỉ cần mỗi ngày dành ra 30 phút để vận động, bạn đã có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, hô hấp và hệ cơ xương. Điều quan trọng là hãy chọn những hình thức vận động mà bạn thích thú, từ đó bạn sẽ dễ dàng duy trì nó trong thời gian dài. Chế độ ăn uống cân bằng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe. Một chế độ ăn giàu chất xơ, rau quả, protein và hạn chế đồ ngọt, đồ chiên rán sẽ giúp cơ thể bạn nhận được đầy đủ các dưỡng chất cần thiết để hoạt động hiệu quả. Hãy cố gắng loại bỏ những thói quen ăn uống không lành mạnh như ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, uống nước ngọt có gas hay tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn. Giấc ngủ cũng là một yếu tố quan trọng. Việc ngủ đủ giấc giúp cơ thể tái tạo năng lượng, phục hồi các tế bào và giúp não bộ xử lý thông tin tốt hơn. Nếu bạn liên tục thiếu ngủ hoặc có thói quen thức khuya, cơ thể sẽ dễ bị suy yếu và dễ mắc các bệnh lý mãn tính. Ngoài ra, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng không kém phần quan trọng. Hãy dành thời gian để thư giãn, tận hưởng cuộc sống và giảm bớt những áp lực không cần thiết. Điều này có thể được thực hiện qua những hoạt động như thiền định, yoga, đọc sách hay đơn giản là trò chuyện với bạn bè. Sức khỏe là một tài sản vô giá và là nền tảng cho mọi thành công trong cuộc sống. Việc đầu tư vào sức khỏe, từ việc rèn luyện thể chất đến chăm sóc tinh thần, không chỉ giúp bạn duy trì một cơ thể khỏe mạnh trong hiện tại, mà còn chuẩn bị cho bạn một tương lai bền vững. Những người có tầm nhìn xa luôn biết rằng đầu tư vào sức khỏe không chỉ là một lựa chọn, mà là một yêu cầu tất yếu nếu bạn muốn tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Vì vậy, hãy bắt đầu đầu tư vào sức khỏe ngay từ hôm nay, để bạn có thể sống một cuộc sống dài lâu, khỏe mạnh và đầy năng lượng. Ba, đầu tư vào kinh nghiệm, hành trang dẫn đến thành công. Kinh nghiệm chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hành trình phát triển bản thân và đạt được thành công. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng mà không phải trải qua những lần vấp ngã, thất bại và học hỏi. Harumi Kurihara, một người sành ăn nổi tiếng thế giới, chính là một minh chứng sống động cho việc đầu tư vào kinh nghiệm không ngừng để tạo nên những thành tựu vĩ đại. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về món bánh tát táo của Pháp, Harumi đã không hề giải quyết mọi thứ một cách qua loa hay hời hợt. Bởi vì các loại táo khác nhau yêu cầu nhiệt độ nướng khác nhau, cô đã thử nghiệm với hơn 10 loại táo khác nhau, không ngừng thay đổi và điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với mỗi loại. Harumi Kurihara không bao giờ thỏa mãn với sự nửa vời. Cô luôn tin rằng mỗi lần thất bại chính là một bước tiến gần hơn đến thành công. Cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, "Tôi muốn viết một công thức nấu ăn ngon mà 100 người có thể làm và 100 người có thể thành công. Cần phải không ngừng học hỏi từ những thất bại." Kinh nghiệm là kết quả của sự học hỏi từ thất bại. Một điều quan trọng mà Harumi muốn truyền tải đến chúng ta là kinh nghiệm không phải là thứ có thể học được qua sách vở hay lý thuyết, mà đó là kết quả của việc học hỏi từ thất bại, từ quá trình thực hành liên tục. Có ngã xuống mới học được cách đi, cô nhấn mạnh, chính những lần vấp ngã, đối mặt với khó khăn sẽ giúp chúng ta ngày càng tiến bộ và mài giũa kỹ năng của mình. Câu chuyện của Harumi không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu bánh tát táo. Nhờ kinh nghiệm phong phú của mình, cô đã tạo ra hơn 4.000 công thức nấu ăn. Mỗi cuốn sách nấu ăn mà cô xuất bản đều trở thành hiện tượng và được săn đón bởi đông đảo người hâm mộ. Thành công của Harumi không đến từ may mắn, mà là kết quả của hàng chục năm cố gắng, liên tục thử nghiệm, cải tiến và tích lũy kinh nghiệm. Cũng như trong nấu ăn, dù bạn có làm gì thì cũng không có đường tắt dẫn đến thành công. Kinh nghiệm chỉ có thể được tích lũy qua từng bước đi, qua những lần sai lầm và thất bại. Con đường đến thành công luôn có nhiều thử thách, nhưng khi bạn kiên trì bước qua chúng, bạn sẽ tự mình mở ra những cơ hội mới, những cánh cửa mới và con đường tự nhiên sẽ ngày càng rộng mở hơn. Giá trị của kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực. Trong bất cứ lĩnh vực nào, kinh nghiệm luôn là yếu tố quyết định sự phát triển của một cá nhân. Đầu tư vào kinh nghiệm không chỉ là học hỏi từ những gì bạn làm, mà còn là biết cách phân tích, đánh giá và áp dụng những bài học từ thất bại để tiến xa hơn. Lấy ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh, rất nhiều doanh nhân nổi tiếng đã phải trải qua nhiều lần thất bại trước khi đạt được thành công. Walt Disney, người sáng lập nên đế chế giải trí Disney, đã từng phá sản và bị từ chối nhiều lần trước khi ông thành công với nhân vật chuột Mickey. Steve Jobs, đồng sáng lập Apple, cũng từng bị chính công ty của mình sa thải,
nhưng ông đã quay trở lại và đưa Apple trở thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới. Cả Disney và Jobs đều có điểm chung là họ không bỏ cuộc sau thất bại. Thay vào đó, họ rút ra bài học từ những sai lầm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Kinh nghiệm từ những lần thất bại chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công lâu dài. Tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn. Kinh nghiệm không thể được tích lũy chỉ từ lý thuyết hay qua việc học từ người khác. Bạn cần phải bước chân vào thực tế, đối mặt với những thử thách và từ đó học hỏi. Điều này cũng giống như việc học bơi, bạn có thể đọc hàng chục cuốn sách về kỹ thuật bơi lội, nhưng cho đến khi bạn nhảy xuống nước và thử tự mình bơi, bạn mới thực sự hiểu và tích lũy được kinh nghiệm. Trong cuộc sống và công việc, những người thành công luôn là những người biết cách thử nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Họ không sợ thất bại, mà coi thất bại là một phần của hành trình học hỏi. Nếu bạn muốn đạt được sự thành công, bạn cần phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, dù có gặp phải thất bại ban đầu. Harumi Kurihara đã phải thử nghiệm rất nhiều lần để có thể tìm ra công thức hoàn hảo cho món bánh tart táo. Cô không ngừng sửa chữa, không ngừng học hỏi từ những lần thất bại và cuối cùng đã tạo ra được một công thức mà 100 người có thể làm và 100 người đều có thể thành công. Điều này chỉ ra rằng, để có thể tạo ra được những thành quả lớn lao, bạn phải đầu tư thời gian và công sức, tích lũy kinh nghiệm qua từng lần vấp ngã. Kinh nghiệm mang lại sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề. Một trong những lợi ích lớn nhất của việc đầu tư vào kinh nghiệm chính là khả năng giải quyết vấn đề một cách tự tin và hiệu quả. Khi bạn đã trải qua nhiều thử thách và thất bại, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về cách đối phó với các tình huống khó khăn. Bạn sẽ biết được điều gì hoạt động tốt và điều gì không, từ đó có thể đưa ra những quyết định thông minh hơn trong tương lai. Harumi Kurihara đã từng đối mặt với nhiều thất bại trong quá trình thử nghiệm các công thức nấu ăn của mình. Tuy nhiên, nhờ vào kinh nghiệm phong phú, cô đã học được cách điều chỉnh công thức, sử dụng đúng nguyên liệu và áp dụng đúng kỹ thuật để tạo ra những món ăn hoàn hảo. Chính kinh nghiệm đã giúp cô trở nên tự tin và sáng tạo hơn trong công việc. Kinh nghiệm mang lại cho bạn sự tự tin, giúp bạn không còn sợ thất bại và sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Khi bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm, bạn sẽ biết cách xử lý các tình huống phức tạp một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó là lý do tại sao việc đầu tư vào kinh nghiệm là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đạt được sự thành công lâu dài. Không có con đường tắt dẫn đến kinh nghiệm. Kinh nghiệm không phải là thứ có thể đạt được trong ngày một ngày hai. Nó đòi hỏi sự kiên trì, thời gian và sự cống hiến. Không có con đường tắt dẫn đến kinh nghiệm. Bạn chỉ có thể tích lũy nó qua từng bước đi và từng lần thất bại. Trong cuộc sống, có rất nhiều người muốn đạt được thành công nhanh chóng mà không muốn bỏ ra quá nhiều công sức hay thời gian. Họ tìm kiếm những con đường tắt, những cách dễ dàng để thành công mà không hiểu rằng kinh nghiệm chính là chìa khóa dẫn đến thành công bền vững. Chỉ khi bạn thực sự đầu tư vào kinh nghiệm, bạn mới có thể xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. Đầu tư vào kinh nghiệm là một quá trình dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nó mang lại giá trị lâu dài và bền vững. Harumi Kurihara đã dạy chúng ta rằng, để đạt được thành công, bạn cần phải không ngừng học hỏi từ thất bại và tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công. Bạn chỉ có thể bước từng bước, tích lũy kinh nghiệm qua từng lần vấp ngã thất bại. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú, Harumi đã tạo ra hơn 4.000 công thức nấu ăn và mỗi cuốn sách dạy nấu ăn của cô đều được săn đón. Điều này cho thấy rằng, khi bạn đầu tư vào kinh nghiệm và không ngừng cải thiện bản thân, con đường thành công sẽ ngày càng rộng mở hơn. Vì vậy, hãy nhớ rằng, kinh nghiệm không chỉ là kiến thức, mà còn là kết quả của sự cố gắng và học hỏi từ thực tế. Đầu tư vào kinh nghiệm chính là hành trang dẫn đến thành công, và chỉ khi bạn kiên trì, bạn mới có thể đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc sống. Bốn. Đầu tư vào tri thức, con đường nâng cao giá trị bản thân. Trong xã hội hiện đại, tri thức không chỉ là nền tảng để phát triển cá nhân, mà còn là yếu tố giúp bạn khẳng định giá trị và năng lực của mình. Khi thời đại công nghệ và thông tin phát triển không ngừng, việc nắm bắt và không ngừng học hỏi trở thành điều cần thiết để mỗi người duy trì tính cạnh tranh và đạt được thành công bền vững. Có một sự đồng thuận ngày càng lớn rằng, xã hội ngày nay
thuộc về những người học tập suốt đời. Khái niệm học tập suốt đời đã trở thành một xu hướng tất yếu và không thể bỏ qua khi mà những kiến thức học được trong quá khứ nhanh chóng lỗi thời và không còn đủ để đối phó với những thách thức mới. Việc không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ là điều cần thiết để duy trì sự phát triển và thăng tiến trong cuộc sống và sự nghiệp. Quy tắc học tập 7-2-1. Để hiểu rõ hơn về cách thức đầu tư vào tri thức, chúng ta có thể tham khảo quy tắc học tập 7-2-1. Đây là một quy tắc hiệu quả giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện về việc học hỏi và phát triển bản thân. 70% là tự học. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình học tập. Tự học không chỉ giúp bạn mở mang kiến thức mà còn rèn luyện khả năng tự chủ và tư duy sáng tạo. Trong thời đại công nghệ số, bạn có thể dễ dàng tiếp cận các khóa học trực tuyến, sách báo, tài liệu học tập và nhiều nguồn tài nguyên khác. Việc tự học giúp bạn linh hoạt và chủ động trong việc nâng cao tri thức mà không bị phụ thuộc vào những nguồn lực khác. 20% là học hỏi từ người khác. Học hỏi từ những người xuất sắc là cách hiệu quả để phát triển nhanh hơn. Bạn có thể tham khảo những bài học, kinh nghiệm và phương pháp từ những người có thành công trong lĩnh vực mà bạn theo đuổi. Đây có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc những người bạn ngưỡng mộ. Bằng cách chủ động học hỏi từ họ, bạn có thể rút ngắn quá trình học tập của mình và đạt được kết quả nhanh chóng hơn. 10% là đào tạo chính quy. Mặc dù tự học và học hỏi từ người khác chiếm phần lớn, nhưng đào tạo chính quy vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bổ sung kiến thức chuyên môn và nâng cao trình độ. Các khóa học chính quy đào tạo tại các trường đại học hay tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu đều giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc về mặt học thuật và kỹ năng. Đây là một cách học có hệ thống giúp bạn đi sâu vào lĩnh vực mình muốn phát triển. Tự học, chìa khóa để mở rộng tri thức. Tự học chiếm đến 70% trong quy tắc học tập 7-2-1. Điều này khẳng định vai trò to lớn của việc tự học trong quá trình phát triển bản thân. Tự học không chỉ là việc học thêm kiến thức mới mà còn là quá trình bạn tự tìm tòi, khám phá và ứng dụng những điều mới mẻ vào cuộc sống hàng ngày. Đầu tư vào tri thức thông qua tự học giúp bạn trở nên độc lập, tự tin hơn trong việc giải quyết các vấn đề và đưa ra quyết định. Ngày nay, với sự phát triển của Internet, việc tự học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể tham gia các khóa học trực tuyến từ những nền tảng như Coursera, Udemy hay edX, nơi cung cấp hàng ngàn khóa học từ những trường đại học và tổ chức uy tín trên toàn thế giới. Ngoài ra, việc đọc sách, xem video hướng dẫn hoặc tham gia các cộng đồng học tập trực tuyến cũng là những cách tuyệt vời để bạn không ngừng nâng cao tri thức. Việc tự học cũng giúp bạn phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. Khi bạn tự học, bạn phải tìm kiếm thông tin, tự phân tích và đánh giá các khía cạnh của vấn đề, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp. Đây là những kỹ năng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong công việc và cuộc sống. Học hỏi từ người khác, cách nhanh nhất để phát triển. Bên cạnh tự học, việc học hỏi từ những người khác là một cách nhanh chóng và hiệu quả để nâng cao tri thức. Thay vì phải mất nhiều thời gian để tự mình khám phá, bạn có thể học hỏi từ kinh nghiệm và bài học của những người đi trước. Điều này giúp bạn tránh được những sai lầm mà người khác đã trải qua và tận dụng được những phương pháp tốt nhất từ họ. Ví dụ, trong một doanh nghiệp, việc học hỏi từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn nhanh chóng thích nghi và làm việc hiệu quả hơn. Mentoring, tư vấn hướng dẫn, là một hình thức học hỏi phổ biến, nơi mà người có kinh nghiệm truyền đạt lại kiến thức và kỹ năng cho những người mới. Việc tham gia vào các chương trình mentoring không chỉ giúp bạn cải thiện kỹ năng mà còn mở rộng mối quan hệ và học hỏi được nhiều điều từ những người dẫn dắt. Những người xuất sắc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Và nếu bạn biết cách tận dụng cơ hội này, bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường phát triển bản thân. Hãy luôn tìm kiếm những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn quan tâm và đừng ngần ngại hỏi họ về những bài học và phương pháp mà họ đã sử dụng để đạt được thành công. Đào tạo chính quy, nền tảng vững chắc. Mặc dù tự học và học hỏi từ người khác rất quan trọng, đào tạo chính quy vẫn là một phần không thể thiếu trong quá trình nâng cao tri thức. Đào tạo chính quy cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức hệ thống và chuyên sâu giúp bạn đi sâu vào lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi. Các khóa học tại các trường đại học, các chương trình đào tạo chuyên ngành hoặc các chứng chỉ chuyên môn đều giúp bạn bổ sung những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Việc tham gia các khóa học đào tạo chính quy
cũng giúp bạn tiếp cận với những kiến thức mới nhất và được công nhận. Trong một số lĩnh vực, đặc biệt là những ngành nghề có yêu cầu cao về chuyên môn như y tế, kỹ thuật hay pháp lý, việc có được chứng chỉ hoặc bằng cấp từ các khóa đào tạo chính quy là điều bắt buộc. Điều này giúp bạn không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong tương lai. Học tập suốt đời, yếu tố giúp duy trì tính cạnh tranh. Trong xã hội hiện đại, mỗi phút mỗi giây, chúng ta đều học hỏi và cải thiện bản thân. Sự thay đổi không ngừng của công nghệ và tri thức đòi hỏi mỗi người phải luôn duy trì tính cạnh tranh bằng cách không ngừng học tập. Nếu bạn dừng lại, bạn sẽ nhanh chóng bị tụt hậu so với những người khác. Học tập không chỉ là nhiệm vụ của những người trẻ tuổi, mà còn là trách nhiệm của mọi lứa tuổi. Việc học tập suốt đời giúp bạn duy trì tính cạnh tranh và luôn thích nghi với những thay đổi trong công việc cũng như cuộc sống. Chỉ khi không ngừng học hỏi, bạn mới có thể đứng vững trước sự phát triển nhanh chóng của thời đại và tạo ra những giá trị mới cho bản thân. Xây dựng kế hoạch học tập dài hạn. Đầu tư vào tri thức không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà cần phải xây dựng kế hoạch học tập dài hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững. Hãy xác định rõ mục tiêu học tập của mình trong từng giai đoạn và đặt ra các bước cụ thể để đạt được chúng. Ví dụ, trong vòng một năm tới, bạn có thể lên kế hoạch tham gia một số khóa học trực tuyến, đọc một số lượng sách nhất định và học hỏi từ một số người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn quan tâm. Việc đặt ra kế hoạch cụ thể sẽ giúp bạn có định hướng rõ ràng và không bị lạc hướng trong quá trình học tập. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật và điều chỉnh kế hoạch học tập của mình sao cho phù hợp với những thay đổi trong cuộc sống và công việc. Một kế hoạch học tập linh hoạt sẽ giúp bạn dễ dàng thích nghi và đạt được kết quả tốt hơn. Tri thức là sức mạnh và việc đầu tư vào tri thức chính là chìa khóa để nâng cao giá trị bản thân. Trong một xã hội luôn thay đổi và phát triển không ngừng, việc học tập suốt đời không chỉ giúp bạn duy trì tính cạnh mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Quy tắc học tập 721 là một phương pháp hiệu quả giúp bạn xây dựng kế hoạch học tập toàn diện và không ngừng phát triển bản thân. Hãy luôn nhớ rằng, đầu tư vào tri thức không chỉ là việc học hỏi từ người khác, mà còn là sự nỗ lực tự học và không ngừng cải thiện mình. Khi bạn đầu tư đúng cách vào tri thức, con đường thành công sẽ ngày càng rộng mở và bạn sẽ tự tin hơn trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Lời kết. Như chúng ta đã thấy, giai đoạn từ 25 đến 35 tuổi chính là thập kỷ quyết định cuộc đời. Sự thành công hay thất bại trong tương lai của bạn phụ thuộc vào việc bạn có biết đầu tư đúng đắn vào bản thân, mối quan hệ, sức khỏe và tri thức hay không. Đây không chỉ là những lĩnh vực mang tính cốt lõi, mà còn là nền tảng để bạn xây dựng một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và bền vững. Không có con đường tắt dẫn đến thành công. Mỗi bước đi, mỗi giọt mồ hôi bạn đổ ra hôm nay chính là viên gạch xây dựng nên tương lai của bạn. Hãy đầu tư vào bản thân từ những điều nhỏ nhất, học hỏi từ thất bại và tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn mỗi ngày. Bằng cách không ngừng học hỏi, cải thiện và chăm sóc sức khỏe cũng như các mối quan hệ xung quanh, bạn sẽ tự mình tạo ra những cơ hội và thành công trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, kết quả mà bạn gặt hái ở tuổi 30 năm sẽ phản ánh chính những gì bạn đã đầu tư trong thập kỷ này. Đừng chần chừ, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay để sau này bạn có thể ung dung tự tại, tận hưởng những thành quả xứng đáng mà mình đã gieo trồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, đăng ký và chia sẻ video này với những người bạn muốn giúp đỡ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều bí quyết và chiến lược để làm giàu và đầu tư thông minh. Chúc bạn ngày càng thành công và thịnh vượng trong cuộc sống.